cọc này là cassette với lại CD nha anh em, CD này. Hôm nay hàng Đức luôn, điện 220 với lại nó sản xuất tại Đức luôn nha. Hiệu là quá hay nha. Máy đĩa này cũng đĩa Đức luôn, băng của Đức luôn này. Nó đang nghe nha. Con này nó có line out, line in, bass tape rồi đầy đủ nha. Này giờ mình nghe đĩa đi. Nếu mà muốn nghe cái nào thì lộn. Nghe một cái thôi nha, chứ mình bấm hai cái cùng lúc là nó hát lẫn nhau luôn đó nha anh em. Từ lay phang. Đó, cái lo, hai cái lo nữa là mới sâu nha. Ba len này. Anh em muốn nghe qua cái âm ly thì lấy cái ngõ đó ra. Ba len này nha, có này nha. Muốn nghe bass nhiều thì giảm ở đây. Tiếng nó còn sạch lắm nha. Rồi bây giờ mình ngừng cái đây. Nghe cassette này. Ở đây nó có cái beat control này, là chính tốc độ của cái băng cassette nhanh chậm. Nhanh này. Trường hợp mà cái băng mà thu nó bị nhanh hay chậm á, mình can thiệp vô tốc độ. Đây dành cho mấy anh em mà cho bên cassette thấy cũng hợp lý. Em đỡ mặc định nha. Ở đây nó có cái G nha, mình vặn nó trúng chỗ đây là nó đứng lại. Còn thua được luôn này. Những mấy cục này cũng là lạ nha. Ít thôi nha, tại vì nó bị bản quyền rồi anh em ơi. Rồi nó chỉ có vài thôi, cho anh em coi cái lo sao thôi. Quay sách đây. Hai cái lo là sao này thấy không? Con này chắc cũng cỡ 10kg á. Đây cái thông số của nó này. Con này sản xuất tại Đức luôn nha. Có tem rồi tùm lum ở đây này. Nè mấy cái tem gì đây này. Con này giá là 202 hả anh em. Con này 20 năm rồi, 22 năm rồi. Con đã được 20 năm rồi nha anh em. Rồi ok anh em nha. Đó. Còn cái chức năng này anh em vừa anh em tự test nha. Muốn làm lay in hay out gì đó. Mà cái này thì nó hát cho nó khó chết nè anh em rồi. Rồi anh em nào chơi thì Zalo số này giùm nha.